Trên bản tin chấn động, trên bản tin khi thực sự một bác sĩ tại cái thành phố New York, bác sĩ phụ khoa tại Đại học Columbia Robert Hendon kết án 25 tù vì tấn công tình dục bệnh nhân mang thai. Bác sĩ phụ khoa biến thái tại thành phố New York Robert Hendon đã bị thẩm phán liên bang kết án 25 tù sau khi tấn công tình dục hàng chục cái bệnh nhân khi ông ta làm trong nhiều thập kỷ, bao gồm cả vợ của cựu ứng cử viên tổng thống Andrew Yang khi bà đã mang thai 7 tháng. Che mặt lại. Kinh khủng. Đây là trời đất ơi, kinh khủng. Bây giờ bản tin để tôi đưa làm sao cho quý vị. Vì bác sĩ 64 tuổi đã bị kết án vào tháng 1 vì tội buôn bán tình dục với 4 tội danh dụ dỗ các nạn nhân vượt qua ranh giới của tiểu bang để tấn công tình dục của họ. Thẩm phán của quận Hoa Kỳ Richard Berman đã nghe cái lời khai vào tháng trước từ một nạn nhân của Hayden. Trong phiên điều trần tuyên án đầu tiên của Hayden, tờ báo New York Post đưa tin, kể từ năm 1998, Hayden đã tấn công tình dục bệnh nhân của mình, một số đang mang thai, trong một cuộc hẹn khám phụ khoa của họ tại bệnh viện nổi tiếng liên kết với Đại học Columbia và New York Presbyterian. Tòa án thông tấn IP đưa tin theo cái lời khai của tòa án, Hayden đã được thụ hưởng lợi từ uy tín của bệnh viện nơi anh ta làm việc khi chăm sóc sức khỏe bệnh nhân của mình trong một văn phòng riêng được trang trí bằng hình ảnh của các con anh ta khi trò chuyện chúng về cuộc sống cá nhân. Nhưng khi anh ấy đã cách ly họ sau khi người đi kèm và y tá rời khỏi phòng, anh ấy vuốt ve và thăm dò họ bằng những ngón tay không đeo găng và đôi khi bằng miệng. Bác sĩ này đến từ tiểu bang New Jersey đã khóc nức nở sau khi tòa án tuyên bố thứ ba. Anh ta phải đối mặt với tù 80 năm như luật sư bào chữa lập luận rằng anh ta chỉ nên tù án 3 năm. Kể từ khi đó, anh ta đã biết tội lạm dụng tình dục phụ nữ năm 2016 khi tòa án tiểu bang. Hayden không phải ngồi tù vì tội danh của mình, nhưng anh ta được yêu cầu ghi danh tội phạm tình dục và tước giấy phép hành y. Luật sư của Hayden nhận được công lao cho việc phục hồi của anh ta. Ít nhất 254 nạn nhân của Hayden đã tiến tới và Trung tâm Y tế Columbia đã thỏa thuận 165 triệu đô la một phần của nạn nhân Hayden. Như vậy bị kết án 20 năm mà tội nó đang cố gắng để cho là 3 năm, nhưng mà cuối cùng bị kết án 20 năm. Kết án 20 năm thì 2016 thì nó trừ lại, thì tôi không biết như thế nào, nhưng mà tóm lại câu chuyện rất là phức tạp. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.